Toàn thể anh em đang theo dõi Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Mình đang test cho anh em cùng tham khảo nguyên cấu hình combo của Yamaha đến từ Nhật Bản. Đó là cặp Yamaha S3115H như chúng ta đang được thấy trước máy quay. Đây là một trong những cặp loa là hạng nặng của hãng Yamaha đến từ Japan và nó còn mới như khui thùng. Với cấu hình của cặp 3115 mời anh em cùng quan sát trước máy quay. Toàn thân của nó là thùng được bọc da rất đẹp và rất là sang trọng, và các góc của nó được kè bằng góc bằng inox. Nó còn đang mới tinh, anh em có thể quan sát chi tiết. Với phần logo của nó được trang bị mặt trước Yamaha S3115H. Phần bên trên nó được trang bị một quả kèn gang. Anh em lưu ý nhé, quả kèn gang rất là nặng, với đường kính miệng của nó tới trên 30 cm, và nó họng rất sâu, họng của nó sâu cũng tới trên 30, củ 500 từ khá là lớn. Phần bên dưới nó được trang bị một quả xúc bát hạng nặng nhất của hãng Yamaha, với đường kính của nó lên tới 40, màng trắng tinh khôi và 500 từ của nó tới 20 cm. Tất cả loa là xương đúc, hai cái lỗ hơi được thông về mặt trước. Điều chỉnh phân tần thì làm phía sau lưng, và anh em có thể tùy chỉnh phần trung âm cũng như là phần check, và chúng ta điều chỉnh phía sau rất là tiện lợi, và chúng ta có thể sở hữu cho karaoke cũng như là cho nghe nhạc rất là tuyệt vời với cặp S3115H này. Anh em thấy đẹp không ạ? Tất cả của nó còn đang là mới tinh, với đôi kèn gang còn đang trắng bóc và đôi xúc bát 40 hạng nặng của nó cũng còn đang là trắng tinh. Thùng của nó là mọc ra toàn bộ, đó là siêu bền. Phần đằng trước tôi đang phối ghép cùng với nguyên com nê của cặp S3115H này, đó là con âm ni kiêm con mixer và nọc tiếng. Anh em lưu ý nhé, nó là con âm ni kiêm con mixer và nọc tiếng.
Trọng lượng của con Omni mixer này nó lên tới trên 30 kg, anh em yếu bê không nổi con Omni này. Và với kích thước của nó cũng rất là to. Nó được trang bị công suất 600W và được sở hữu 8 con sò sắt lớn rất là nổi tiếng của Japan. Với phần điều chỉnh, chúng ta có thể thấy được rằng ở đây thì nó được trang bị hai cái đồng hồ vu vẩy rất là đẹp này. Phần tiếp theo nó được trang bị phần nọc tiếng. Đây là vỉ nọc tiếng của nó rất lớn, anh em có thể hiệu chỉnh trên vỉ nọc tiếng này một cái mức độ tuyệt đối. Và với những cái bài hát hay là những cái bản nhạc, kể cả có mộc mạc cỡ nào đi chăng nữa, khi mà xử lý qua bộ điều chỉnh âm thanh chuyên nghiệp này thì nó nâng lên cái chất âm của nó rất là tuyệt vời. Từ phần bắt đầu bên phải dài check cao nhất cho tới xuống mức vừa phải, và cho tới sang giữa thì nó sẽ trở về trung âm, và sang bên trái thì nó sẽ là giải bát, rất là hiệu quả. Ngoài cái tính năng ở đây thì chúng ta thấy rằng nó là phần nọc tiếng này, và phần công suất của Omni là 600W này, rất lớn. Thì chúng ta còn quan tâm tới vấn đề nó sẽ ở đây thì nó chứa các chức năng chúng ta có thể phối ghép âm nhạc. Có nghĩa là gì ạ? Anh em có thể là nếu như chơi cho gia đình thì chúng ta sẽ cắm rất là nhiều cổng mic vào, và anh em sẽ điều chỉnh nguyên ở trên một cái bảng lớn như thế này. Mỗi một bảng nó sẽ tương ứng là cho một mic hoặc là một kênh nhạc. Có nghĩa là chúng ta có thể phối ghép theo như ở đây thì bộ NS200 của Yamaha này, nó được thiết kế nó không phải là một cái bộ mixer thông thường, mà nó là một bộ điều chỉnh và trộn âm thanh. Anh em có thể đưa rất là nhiều những cái thiết bị hay là những cái nhạc cụ vào phía sau. Nó có tới 8 cổng vào, anh em cắm vào và chúng ta sẽ điều chỉnh kết hợp ở trên cái một cái bảng lớn này, và kết hợp cái bảng đầu tiên này nữa, thì chúng ta sẽ cho ra được một cái kết quả âm thanh nó là tuyệt vời. Ví dụ như phần trung âm có rất là nhiều tiếng nhạc cụ, anh em kết nối vào phía sau, rồi trống, rồi đàn, rồi sáo, nhị, thập cẩm, các loại nhạc cụ kết nối vào phía sau, và chúng ta sẽ hiệu chỉnh ở trên đây. Ví dụ chúng ta muốn tiếng đàn guitar lớn hơn một chút, tiếng trống mạnh hơn một chút, hay là tiếng sáo, hay là tiếng kèn saxophone ở những cái đoạn nào đó chúng ta muốn lớn lên một chút, thì anh em sẽ hiệu chỉnh ở trên những cái phần này. Như vậy nó sẽ nâng lên cái chất âm mà so với thực tế thì nó sẽ khác biệt đi rất là nhiều. Bởi vậy khi mà chúng ta điều chỉnh một cái mức chuẩn tương đối thì nó sẽ mang lại cho anh em thưởng thức những cái bản nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Khi kết hợp với dàn mạch nọc tiếng nữa thì đây chúng ta có thể thấy được rằng nó là một bộ xử lý cực kỳ là hiệu quả so với những cái thiết bị audio trên thị trường. Và khi mà anh em dùng cho nghe nhạc thì anh em thấy được rằng tôi hiệu chỉnh thì anh em thấy rằng nó là trên cả tuyệt vời. Với những cái bản nhạc thông thường từ TV xuống thôi, nghe nó đã mềm mại và đến tê tái rồi với cái huỳnh mà đang phối ghép trước máy quay. Ở đây thì chúng ta cùng quan sát, tôi sẽ vừa mở và tôi sẽ hiệu chỉnh cho anh em sẽ thấy được rằng nó rất là hiệu quả về chất âm, mà anh em sẽ thấy rằng bất ngờ. Thank you.
như tôi vừa điều chỉnh sơ bộ thì anh em thấy rằng nó có vô số những cái tính năng điều chỉnh từ phần check cho tới phần trung âm. Nó không như là những con âm ni thông thường hay là nó như không như những con lọc thông thường, mà anh em thấy rằng nó hiệu chỉnh tới một cái mức tuyệt đối nhất mà anh em có thể thay đổi tới từng cái tiếng nhạc cụ. Mình muốn cho tiếng nào tăng giảm lên thì anh em sẽ tùy chỉnh ở các cái nút điều chỉnh ở trên phần mặt của âm ni kiêm mixer này. Với công suất của nó sở hữu tới 600W và đồng thời nó tích hợp đầy đủ những tính năng mà cao cấp nhất và tối ưu nhất, thì nó mang lại cho hiệu quả cho anh em khi điều chỉnh nghe nhạc cũng rất là xuất sắc. Và cho các karaoke thì anh em cần phải lưu ý rằng đây nó là một trong những cái cấu hình mà karaoke nó là hết bản luận, bởi vì nó được trang bị nó là chuyên nghiệp chứ nó không phải là nghiệp dư như là một số cái thiết bị mà anh em phối ghép thông thường. Bởi vậy nên là cái chất âm mà khi chúng ta nghe nhạc anh em thấy rằng nó rất là đẳng cấp. Với cấu hình của bộ NS200 Yamaha kết hợp với cặp loa S3115H sở hữu bát 40 và kèn gang lớn trên cấu hình còn đang mới như khui thùng này. Với chất âm của nó, anh em thưởng thức được những căn phòng hàng trăm mét vuông cho nghe nhạc cũng như là cho karaoke rất là tuyệt vời. Mà anh em thấy rằng khi mà tôi test ở đây thì gần như thể loại nào nó thể hiện cũng rất là xuất sắc. Uy lực bát của nó thì anh em khỏi bàn, nó đánh rung tường những căn phòng hàng trăm mét vuông. Đây là một trong những cấu hình đến từ Japan và anh em đang được thấy trước máy quay thì nó còn rất mới. Cũng có thể như tôi đang gọi rằng nó mới như khui thùng thì hoàn toàn là không sai. Bởi vì từ quả kèn gang trắng bóc tới quả cặp bát súp của nó còn đang trắng tinh khôi. Và phần bọc da của phần thùng loa thì nó cũng còn đang là mới sáng óng, cái màu của da mới. Hay là trên bộ âm ni kiêm mixer này cũng như vậy, anh em thấy được rằng nó còn rất là mới, đúng không ạ? Chất âm và đẳng cấp của nó thì anh em theo dõi thì đã thấy được rõ, nó thể hiện một cách rất là chuyên nghiệp cho cả nghe nhạc cũng như là cho karaoke. Anh em lưu ý rằng đây nó là những cái cấu hình mà người Nhật người ta thiết kế cho những cái phòng thu âm và để điều chỉnh phối âm các dòng nhạc cụ và lời ca sĩ kết hợp. Khi mà được tích hợp vào với bộ âm ni kiêm mixer này và nó sẽ trộn tất cả những cái tín hiệu từ đầu ngoại vi vào và nó sẽ xử lý điều chỉnh lên một cái mức chuẩn nhất, cao cấp nhất và lại phát ra âm ni và loa thông thường hoặc là ghi vào đĩa CD. Bởi vậy nên là cái chất âm tôi mới lưu ý với anh em rằng nó rất là tinh tế, nó không như là những con âm ni thông thường và những con lọc thông thường. Anh em quan tâm cho một cấu hình vừa nghe nhạc vừa karaoke đẳng cấp nhất và sở hữu giá tiền tốt nhất với một bộ lớn khủng long chơi cho những căn phòng hàng trăm mét vuông này, có giá thành của nó ở ngưỡng 30 triệu đồng, thì đây là một trong những cái bộ mà rất đáng chơi, rất đáng quan tâm. Anh em quan tâm thì theo dõi Facebook và cũng như là đăng ký kênh của mình theo Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định cũng như là kênh YouTube của Toàn Audio Nam Định. Và mình cũng rất mong sự quan tâm và ủng hộ của anh em audio trên cả nước. Anh em theo dõi thì sẽ thấy rằng mình có rất là nhiều những cái tuyệt phẩm loa cũng như là âm ni và một số thiết bị khác mà mình sẽ cập nhật liên tục cho anh em cùng tham khảo. Hoặc là anh em cũng có thể là theo dõi Facebook và anh em sẽ thấy được rằng các bài đăng ở Facebook nó có vô số những cái tuyệt phẩm loa âm ni đầu giải mã rồi một số thiết bị khác cho anh em chơi audio vừa nghe nhạc cũng như là vừa karaoke. Rất là chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của anh em trên toàn quốc.